ngon, hạnh nhân ăn cũng ngon. Ốc chó ra hạnh nhân là điều nên ăn kinh hơn, bọt hơn. Cô quất nhắn mình có ốc quá. Ốc quá, viết lỏ không chung quá. Ốc đâu à? Ờ. Alo, thằng kia mình đang hát kinh khoai nè. Bỏ có mai chứ à, cô ít quất chị chú tăng mình này mà này mình có đi ốc cũng quá. Chúng còn lấy tăng nhân ngõ chị lên đây. Mẹ mở làm gì đang cay trực trên lồng vào đây. Bộ não. Chó bèn lại kìa lại cân tác xe này mà. Ốc chó chú thì lâu ngâm cân tác hắn mình khai. Tác gì bác hả? Cân tác mình hắn định mạng là tỏ ốc chó chú thì Hà Giang cái lăng này đấy. Tỏ ốc chó mí mình chứ bèn. Ốc chó mà tiếng thổ gì cái là cái gì? Náo 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 là tiếng thổ là cái gì? Bố ốc mà. Ốc mà với. Ốc chó thì chả ốc mà. Cũng phải ốc là nó khác chứ. Mí đâu? Bố ốc là cả bộ bố khả. Ốc à? Ốc chó là ốc mà. Chán vậy. Cái não ốc heo thì gọi là cái ốc lợn. Ốc. Heo là não. Ốc. Ốc chó, ốc mà. Giúp đâu dạo ốc nữa các, giúp này dạo não đi, giúp cả đâu dạo ốc đi các. Giúp đâu miền Nam ờ, dạo ốc đi. Cái nó hút thổ. Ốc heo này. Ờ mình đang dạo. Giúp miền Nam mình cũng dạo bắp nhưng mà cái giúp bắp này keo mình là dạo ngô. Ừ, giúp miền Nam mình. Giúp thì đâu là bắp. Bắp. Giúp gì giúp. Ra cần tay rồi thì dạo bắp, giúp miền Nam mình cũng dạo bắp. Bắp ngô. Mình là dạo lạc, đậu phộng. Đậu phộng. Đậu cả đậu phộng đó cả. Khẩu măn cát mình là củ sắn, ra là khẩu măn củ sắn luôn này, dạo ngắn thì dạo khoai mì, cà khoai mì, lúc còn đi nhổ mì, cái mì mì ở trên là nhổ cái gì á, bây giờ ăn ngoài được nó ăn nhổ mì, vật lửa. Bật lửa, bật lửa ta dạo quẹt đấy. Hộp quẹt. Dứt nọc luôn dạo bật lửa này. Dạo quẹt. Dạ, ý nè, vô dạo túi bóng mình dạo bịch. Chắc còn bịch khó. Mình dạo bịch. Chị ơi cho em xin cái bịch đi. Khó lắm hó, khó bịch ra khó lắm hó. Dạ mình chị chắc cái bát, cái chén. Dạ cái chén dạo cho đi đi. Cười. Cái bát dạo cái chén. Rồi, mình cười. Cái thuộc cái bay mẫu sơn liệu bay siêu thị đó bay thôi mày thì này mẫu sơn khiến bay lạnh với dân với tao nhưng mà tăng văn bay đấy tăng văn bay đấy thế mai đi được nè, mai ban ngày nó có nắng đi không lạnh đâu. Buổi sáng tầm 9 giờ đi. Ví dụ ở đây 15 độ. Buổi sáng 9 giờ bay mình mới. Khi bây giờ khiến bay mình cũng khai cái hàng. Giờ bay thôi. Bá văn chắc tàng với mày. Thế được mà, đơn giản mà. Không mai. Mai đây mai cả. Đấy 4 người đi liều đi. Xe máy khiến bay bước bước để nè, cái tàng bay khai thế này. Mai còn mua gì, em còn đi chợ mua vải à? Đấy, mua vải. Rồi mua vải thì hơn lại là ngày. Mai cả có sườn cầm cầm phục ma mít. Cầm phục ma mít. Mì ma. Ồ, vật ta cầm nó có bên lửa. Ở dưới. Nên mình cầm biết không? Mình mới giảm cái con.